Nhà đất Bảo Hoàng rất vui mừng được gặp lại quý anh chị khách hàng, quý anh chị các nhà đầu tư cũng như tất cả mọi người trên kênh YouTube Nhà đất Bảo Hoàng. Kênh nhận mua bán, nhận ký gửi và nhận giới thiệu nhà đất khu vực Hồ Chí Minh, Thủ Đức và đặc biệt là Bình Dương. Vâng thưa quý vị, hiện tại ở ba thị trường chính đó là Hồ Chí Minh, Thủ Đức và Bình Dương thì nhà đất Bảo Hoàng đang có rất nhiều những sản phẩm là nhà phố, biệt thự, đất ở, căn hộ, chung cư với đa dạng sản phẩm, đa dạng vị trí và đặc biệt với những mức giá rất phải chăng. Với giấy tờ pháp lý liên quan đến các sản phẩm rõ ràng hợp pháp và quý vị có thể mua bán sang tên trong ngày. Ngoài ra đến với nhà đất Bảo Hoàng, quý vị có thể được hỗ trợ từ phía các ngân hàng sẵn sàng hỗ trợ cho quý anh chị khách hàng vay vốn từ 60 đến 70% tổng giá trị các sản phẩm mà hiện tại nhà đất Bảo Hoàng đang chào ra thị trường. Và một lần nữa Bảo Hoàng cũng xin chân thành cảm ơn quý anh chị khách hàng đã dành thời gian xem video này cũng như đồng hành cùng với nhà đất Bảo Hoàng trong suốt thời gian qua. Một lần nữa xin cảm ơn quý anh chị rất nhiều. Trở lại với một sản phẩm trong buổi trưa hôm nay, Bảo Hoàng xin được chia sẻ đến cho quý vị một bộ ba góc ngã tư tuyệt đẹp với những tiện ích trung tâm mà quý vị chúng ta đã và đang xem trên video. Đó là vị trí ngay ngã tư với một khách sạn lớn sang trọng bậc nhất khu vực, một trung tâm y tế đa khoa rất là lớn và một ngôi trường mầm non cũng rất là lớn đối diện với căn nhà của chúng ta. Vâng, phía trước màn hình quý vị chúng ta đang được xem đó là một bộ ba lô góc liền kề với diện tích là ngang 18 và chiều dài, xin lỗi, ngang 17 và chiều dài là 18m. Tổng diện tích là 306m2, khung thổ cư 100%. Và hiện tại thì đang phân ra thành các kiosk cho thuê ở phía trước mặt tiền và đặc biệt là có một cái salon bảo dưỡng ô tô rất là lớn. Vâng, đây là vị trí tuyệt vời, một vị trí trung tâm của phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, giáp ranh với thành phố Dĩ An, gần với vòng xoay An Phú, đường 22 tháng 12, đường tỉnh lộ DT743. Ngoài ra thì ở gần đây cũng rất là gần với những ngôi chợ truyền thống sát ngay với căn nhà của mình, thì cách căn nhà chúng ta khoảng tầm 3 đến 500 mét. Một trục đường rất là lớn phía trước mặt tiền, trục đường ngang 8m, hành lang mỗi bên là 3m. Với cơ sở hạ tầng rất là cao cấp, mật độ dân cư cao. Vâng, đây là sản phẩm bộ ba, ba căn góc mặt tiền. Hiện tại thì đang cho thuê với các kiosk đang kinh doanh. Và ngay căn góc thì có một cái salon bảo dưỡng sửa chữa ô tô rất là lớn ở đây. Với một vị trí đẹp, ba lô đất liền kề, diện tích lớn nhưng được bán với một mức giá rất là mềm, có 16 tỷ 900 triệu đồng. Mức giá này còn được thương lượng rất là nhiều từ phía chủ nhà. Vâng, thì trước màn hình quý vị chúng ta đang xem đó là một cái trung tâm y tế đa khoa rất là lớn và phía trước lô đất căn nhà của mình là một ngôi trường mầm non. Còn bên tay trái hướng chính của căn nhà mình là hướng bắc thì có một khách sạn cũng rất là lớn, nổi tiếng, sang trọng bậc nhất khu vực, một vị trí trung tâm đắc địa thưa quý vị. Ngoài ra thì kế với lô góc căn nhà của mình thì có một dãy hệ thống các quán cà phê cao cấp sang trọng và rất là đông khách ở vị trí nơi đây. Buôn bán kinh doanh đa ngành nghề, trục đường thông thoáng. Tại vị trí nơi đây, căn nhà chúng ta chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 15 đến 17 km.
về lại với những trục đường liên tỉnh, đó là trục đường quốc lộ 13, trục đường quốc lộ 1A, ngã tư 550, ngã tư cầu Ông Bố, cầu vượt Linh Xuân, cầu vượt ngã tư Bình Phước hay là cầu vượt Trống Thần, trục đường Phạm Văn Đồng, thành phố Thủ Đức, thì cũng rất là gần, trong bán kính khoảng cách là 5 km đổ lại để chúng ta về lại với vị trí nơi đây của căn nhà chúng ta, rất là gần để chúng ta có thể mua để ở, xây căn hộ cao cấp cho thuê, xây các cái căn nhà cao tầng để làm văn phòng cho thuê hoặc là mở tiệm spa, trung tâm làm đẹp, thẩm mỹ viện hoặc là xây dựng các công trình kinh doanh, các cái trung tâm ăn ngữ vân vân, rất là nhiều những ngành nghề mặt hàng kinh doanh rất là thuận lợi trên trục đường này, và đặc biệt là vị trí góc ngã tư như thế này. Thưa quý vị, bên căn nhà của mình là có chiều ngang 17 m và chiều dài là 18 m, tổng diện tích là 306 mét vuông, hướng chính là hướng bắc và hướng còn lại là hướng đông. Còn đây là mặt tiền chính ở phía trước, thì hiện tại đang cho thuê làm salon ô tô, và đối diện là một cái khách sạn rất là lớn, sang trọng, nổi tiếng bậc nhất khu vực thuộc phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Và quý anh chị khách hàng chúng ta đang có nhu cầu mua để ở, để đầu tư, thì hãy liên hệ với nhà đất Bảo Hoàng để đến tham quan khảo sát khu vực này, khảo sát sản phẩm này. Ngoài ra thì Bảo Hoàng cũng đang có rất nhiều những sản phẩm ở những vị trí đẹp như là góc hai mặt tiền, ngã tư, góc ngã ba, hay là những trục đường lớn liên thông giữa các tỉnh thành, giáp ranh với thành phố Dĩ An, thành phố Thuận An, thành phố Biên Hòa hay là thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Một lần nữa xin cảm ơn quý anh chị khách hàng cũng như tất cả mọi người đã dành thời gian xem video này cũng như đồng hành cùng với nhà đất Bảo Hoàng trong suốt thời gian qua. Một lần nữa xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào.